đố các cậu biết bọn tớ đang ở đâu đây. Ở chị đâu thấy chưa? Mà lại có một con nhện to như thế nhỉ? Con nhện này nó vừa bắt được một con mồi đấy các cậu ơi. Đây là một con nhện khổng lồ đấy. Ngôi nhà của một con nhện. Ở đây á, có rất nhiều các loài nhện khác nhau luôn. Nhện to này, nhện nhỏ này, nhện bố này, nhện mẹ, nhện anh, nhện chị, nhện gì cũng có. Thế Trang ơi, cậu biết tớ dẫn cậu đến ngôi nhà của nhện này để làm gì không? Để làm gì cơ? Bọn mình sẽ tham gia một thử thách. Đó là thoát khỏi ngôi nhà có một con nhện khổng lồ. Mình tìm ra chìa khóa để thoát khỏi ngôi nhà đấy càng nhanh càng tốt. Nếu mà hết thời gian á, mình sẽ bị nhện ăn thịt luôn. Đáng sợ chưa, đáng sợ chưa? Ui, con nhện này. Đấy, các cậu ơi, đi này, nó chuẩn bị xuống ăn thịt rồi đấy. Bọn mình mau mau thoát khỏi nơi này thôi. Đây này các cậu ơi, bọn mình đang ngồi họp bàn xem thoát khỏi nơi đây bằng cách nào. Ồ, có một con nhện thả cờ ở phía giữa kìa. Ui, một con nhện, nó đang bò bò. Tớ là người mặc áo xanh như này cậu ơi. Mặc áo xanh da trời, tóc màu nâu nhá. Con nhện này nó sẽ chọn ai? Ui, nó chọn cái bạn màu áo cam kia rồi. Ui, bạn đã bị cắn được các cậu ơi. Vậy thì bạn ấy sẽ đi làm sao? Bạn ấy sẽ biến thành một con nhện và chuyên đi săn bọn mình. Bây giờ bọn mình sẽ là nạn nhân à? Đúng rồi, sẽ phải đi chạy trốn đúng không? Đúng rồi, bọn mình sẽ phải trốn con nhện đấy. Và trong lúc trốn tìm, mình phải tìm được ra những cái chìa khóa để thoát khỏi ngôi nhà này. Chìa khóa có trong đây không? Mở cánh cửa này ra xem nào. Ui trời, nhìn kìa, bạn nhện ở trên đầu kìa. Liệu nó có ở đây không? Một chiếc tủ lạnh. Có khi nào chìa khóa ở trong tủ lạnh không? Không có cậu ơi. Có cái gì ở bên ngoài? Có bạn bảo có cái gì ở bên ngoài? Có cái gì ở trong cái lò này không? Không thấy, không thấy. Không thấy chìa khóa ở đây. À, có cái cờ lê này. Mình sẽ làm gì nhỉ? Đi 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 đi. Lên cầu thang. Mạng nhện trăng đầy nhà luôn. Chứng tỏ là vừa nãy con nhện nó qua đây đúng không? Ở đây à? Không tìm thấy gì. À, tớ tìm thấy rồi. Một cái chìa khóa màu xanh. Chìa khóa này dùng để làm gì? Mình sẽ đi mở cái cánh cửa màu xanh cậu ơi. Cánh cửa màu xanh à? Đây là trên mái nhà rồi. Chạy đi đâu bây giờ? Hình như là nhảy lên trên nóc nhà. Không có lối đi, mình phải xuống thôi. Ổ khóa màu vàng. Đây là chìa khóa màu xanh mà, không phải màu vàng rồi. Thế thì chúng mình phải đi tìm một chiếc tủ khác. Đúng rồi. Màu xanh ra trời. Tìm cái ổ khóa màu xanh. Ôi kìa. Đâu đây, đâu đây. Anh để cả trên xuống dưới như thế. Ui, ở ngoài có một cái bẫy nhện này. Nếu bẫy nhện à? Đúng rồi. Ui, tớ răng vào bẫy nhện rồi cậu ơi. Cậu bị răng đầy nhện. Răng đầy to lên người rồi. À, cái bẫy này nó chỉ bắt mình được một lúc thôi. Nhìn kìa, nhìn kìa, có nhện kìa. À, phải tránh cái bẫy này ra. Nếu mà mình chạm vào bẫy là sẽ bị con nhện nó bắt đây. Ui, có bạn nào vừa bị bị giống cậu vừa nãy rồi. Nhìn này, con nhện nó đang tiến lên chỗ bạn này kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ui, à, bạn ấy có một cái xịt, xịt nhện. Con nhện đang bị choáng váng rồi kìa. Con nhện giờ 6 cái cẳng lên trên trời rồi kìa. Thì ra là bạn ấy có cái bình xịt. Bình xịt vào con nhện một phát ra là nó làm đơ ra luôn. Mấy cậu này đã tìm được chìa khóa chưa? Nhảy xuống đây xem nào. Chúng mình đang xuống một đường hầm. Yêu cầu gì đây? Cờ lê. Cái cờ lê vừa nãy của cậu đâu? Cờ lê tôi lại để ở trên nhà rồi. Thôi lại phải chạy lên thôi. Con nhện nó vẫn nằm đấy à? À, con nhện này nó bị đơ mất một lúc cậu ơi. Thế tranh thủ lúc này chúng mình phải đi tìm. Nhanh nhanh lên các cậu ơi, nếu không tìm được chìa khóa là không thoát ra khỏi cái nhà này đâu. Lại phải chạy lên các cái bậc cầu thang, đi vào căn phòng vừa lúc nãy. Vừa đây tôi để cờ lê. À đây rồi, cái cờ lê đây rồi. Đây rồi, tới có cờ lê rồi. Mình chạy ra mình mở cái kia đi. Bây giờ phải chạy ra ngoài sân. Cái nhà này đúng là lòng vòng thật đấy. Sao cậu lại cứ chạy đi vào bếp làm gì thế? Tớ phải làm gì vậy? Chạy rồi. À, nó ở sân bên kia. Ui, lại có một bạn kìa. Chạy đi. Thôi chết rồi, bạn ấy bị con nhện ăn thịt rồi. Không được. Mình phải chạy thôi. Làm thế nào để xuống chỗ kia bây giờ? Con nhện nó cứ canh giữ ở dưới này các cậu ơi. Đi cẩn thận, ngoan men thôi. Ui, con nhện nó nhìn thấy tớ rồi. Làm thế nào bây giờ? Sao cậu cứ xoay vòng như vậy? Tớ đang chạy mà. Ui, con nhện nó lại bắt được một bạn nữa rồi. À, bạn đã chạy thoát được rồi. Cái lỗ vừa nãy mình chui xuống đâu nhỉ? Kìa. Ui, con nhện nó bắt được tớ rồi. May quá, tớ vẫn chạy được. Thôi. À, tớ bị bắt rồi, tớ bị nó quấn kén rồi. Ui,
Sau khi bạn nhím bị con nhện cắn thì bạn nhím sẽ biến thành cái gì? Khi bị nhện cắn xong thì tớ sẽ lại biến thành nhện và đi ăn thịt các bạn khác. Đây, bây giờ tớ đã biến thành một con nhện, đầu thì vàng mà đuôi thì đen. Ôi, nhìn trông cậu ghê quá. Với cái hình dạng này của cậu, bạn nào mà nhìn thấy à, cũng sợ à, chạy mất dép cho mà xem. Bây giờ nhiệm vụ của tớ là sẽ khác rồi, không đi tìm chìa khóa nữa, mà sẽ đi tìm người để bắt ăn thịt. À, thế nào, xung quanh đây có bạn nào không nào? Trèo lên nào, đóng cửa lắm. Nhà bên trong này, có người kia rồi. Đuổi theo. Bạn kia đâu rồi, bạn kia, à chạy nhanh thế, Ui, kẹp đâu vào cửa rồi. À, lại có một người ở ngoài kia, chạy nhanh đấy, lại trốn vào trong nhà. Được rồi, thế thì tớ sẽ đặt những cái bẫy nhện này ở ngay cửa, như kiểu lúc nãy ấy. Ai đi ra dính vào cái bẫy nhện đấy sẽ bị cái bẫy nhện này nó quấn tơ vào người, thế là mình cứ ra mình bắt thôi. Đấy, ở trong nhà có người kìa, các cậu nhìn thấy không? Nào, ra đây đi. À, bắt được một bạn rồi nhá. Nhầm. Thế nè, xong một bạn. Ngon quá. Đấy, đặt một cái bẫy tiếp, đóng cửa lại. Thế mình chả phải đi đâu tìm, cứ ở đây chờ các bạn để dính bẫy thôi. Như là có một bạn nữa, mình dính bẫy rồi này. À, ui, mở ra. Bạn này cũng hơi tiếp tục chưa đẹp luôn. Nhưng mà bạn này đèn quá, để đi vào cái bẫy nhẹ của tớ. Còn hai bạn nữa thì phải. Để ra xem nào. Tớ là cậu. Đúng rồi, mình chỉ có một nhiệm vụ thôi, đó là thả tơ. Mình là nhện mà lại. Đây này, cái ổ khóa màu xanh ở đây, chắc chắn các bạn ấy sẽ phải ra đây. Leo lên đây xem nào. Dình. Nhện mà, nhện thì leo trèo rất là giỏi luôn. Mình ngồi ở trên này. Nhện có khi nào không? Cậu vừa nói xong rồi tớ bị ma rồi. Ơ, có một con mồi, Thôi, chạy mất rồi. Cái bẫy nhện đây. Nhảy một phát tơ ở đây nào. Bạn cứ chui xuống cái lỗ kia rồi. Lỗ này á. Sẽ chui xuống đúng không? Đúng rồi. Lên đây. Bắt. Ui. Chính cái lỗ này vừa đấy. Tớ đang nhảy xuống đấy thì con nhện nó bắt mà. Đấy là cái bẫy đấy. Mình có vào. À, có một bạn này. Bạn chạy vào nhà rồi. Chắc là bạn ấy lấy được chìa khóa rồi đấy. Đặt bẫy đây. Tiếp tục nha, mình sẽ ra leo lên nóc nhà xem nào. Ui, cái này không phải là nóc nhà rồi, phải leo bằng cột này cơ. Đấy, đứng trên đây nhìn thì các bạn ấy sẽ không biết mình ở chỗ nào, ra không thấy nhện, thế là mới dám ra. Phía trên này có một cái ống khói các bạn ơi. Nhìn vào ống khói thì chúng mình lại lẻn được vào trong nhà đấy. Đúng rồi, cậu nói đúng đấy. Tớ sẽ có một cái ống khói để đi vào nhà, thế là một bất ngờ lớn đây. Các bạn nhé, sẽ không biết mình ở đây đâu, cứ tưởng mình ở bên ngoài ấy. Một bạn này, ui nhìn thấy tớ chưa? Ồ, mình đi từ đằng sau lại không biết luôn. À, vẫn chưa xong. Ôi, thôi, chạy rồi. Ui, mình cứ tưởng là bạn ấy tiêu đời rồi chứ. À, một bạn này, bạn ơi, bạn không chạy được đâu hết được rồi. Chỉ có nhẹn mới trèo được lên thôi, chứ người à, không trèo được đâu. Bạn vừa nãy tôi nghi là đang nấp ở dưới hố cậu ơi. Xung quanh đây, phải trốn ở gốc cây. Đây rồi, ui giời ơi. Trốn ở đâu cũng trốn đúng một cái lối mà tớ hay trèo mái nhà. Đấy, lại có một lỗ thủng này. Bò vào mái. Đi trên nhất xếp các bạn ạ. Đấy, ổ khóa màu cam này. À, đây rồi, hình như bạn này vừa nãy tớ bắt trượt phải. Một bắt gái một chiếc váy rất là đẹp luôn. Tôi nhìn thấy bạn đã nhảy xuống rồi. Ai đau lắm. Rồi bạn ơi. Bạn này trốn kỹ đấy. Cái nhà này có cả bếp, có cả tủ lạnh này. Cô biết trong tủ lạnh có đồ ăn không nhỉ? Đặt cái bẫy đây. Được. Chờ bạn ấy ra đây. Kiểu gì bạn ấy phải ra đây để mở hai cái ổ khóa ở ngoài này. Ô, cánh cửa này bị mở rồi này. Thì ra bạn ấy đã lấy được những chiếc chìa khóa rồi. Còn một, hai. Còn một cái ở dưới lỗ thôi. Mình sẽ lại tiếp tục bò lên nhà. Ây, cậu trèo cẩn thận chứ. Trèo thế nào cứ ngã xuống. Trời tối quá, lại vướng cái cây này cơ. Thế nên là khó trèo. Đấy, mình lại chui vào cái lỗ này.
Lên theo lối này. Ở đây có một lối nữa này cậu. Đúng ơi rồi, cái nhà này thủng bao nhiêu lỗ luôn. Nào có lối thủng. Nhà của nhện mà lại thế này là rất nhiều lỗ thủng. Vẫn chưa nhẹ chui ra các bạn ạ. Nếu mà hết thời gian á, thời gian đang chạy trên màn hình như kia mà các cậu đấy không tìm được mở hết được cái ổ khóa để thoát ra khỏi ngôi nhà này. Kìa, có người đang mở cửa. À, có người băng mây, có người băng mây. Ui ui, còn nhiều lắm. Có người nữa. Xin thơ cay, xin thơ cay. Không, được, tớ mới bắt được một bạn rồi. Xong rồi. Bạn tiếp theo nào? Bạn chạy ra ngoài à? Đây rồi. Còn hai bạn nữa. Ui, con gái mà giỏi trốn nhỉ. Chạy còn nhanh nữa. Tớ cứ đuổi đằng này các cậu lại chạy đằng kia. Đứng lại cho tớ cắn một cái nào. Đâu bắt được em. Ui, một bạn nhảy xuống hố thật kìa. Đâu bắt được em. Một bạn nhảy xuống hố rồi. Đứng lại trong hố này nào. Tớ nghĩ là cậu đứng ở trên cái hố này. Thế nào cậu nhảy lên. Ủa, cái hố này là một đường hầm. Thế chết, bạn đã chạy đi đâu rồi? Chạy trong nhà rồi. Thì ra là nó thông à. Sắp hết thời gian rồi, cố gắng lên, không được cho hai bạn này mở. Ê, hai bạn tớ nhìn thấy ở trong nhà kia. Đặt nốt cái bẫy, tớ hết bẫy rồi đấy. Còn có hai cái bẫy ở hai cửa này nữa thôi. Tớ nghĩ là cậu cứ đứng ở đây chờ, thế nào các bạn ấy trở ra. Hình như... À, đây rồi. Bạn phải chui lên từ cái lỗ. Kia. Chạy đi đâu. Đuổi. Bạn này bạn ấy gì chạy nhanh hơn tớ. Cậu này nhẹ nhiều chân mà sao cậu chạy chậm thế. Bắt được rồi nha. Thì tớ hơi cay nhưng mà đã muộn rồi. Thế này còn một bạn nữa thôi đúng không. Còn lên mái nhà rồi. Bạn kia chắc là đang trốn ở trong rồi và rất sợ hãi bởi vì bây giờ không còn ai đồng hành nữa. Tớ nghĩ là cậu cứ đứng ở đây chờ. Ấy, có cửa mở cửa. Đâu rồi. Chắc nhìn thấy tớ nhé. Cho nên là chưa dám nhảy ra đấy. Không nhảy ra thì làm sao mà mở cổng mà chạy thoát khỏi ngôi nhà này được. Có khi nào cậu ấy lại trèo lên mái để đi ra một lối ra mái nhỉ. Đóng cửa rồi các cậu ơi. Dắt mở cái cửa đằng kia. Đấy, tớ vẫn nhìn thấy cậu. Xuống đây nào. Còn hai người cơ. Ui, ba người, bắt được một người nữa này. Rất nhiều người luôn. Thế là các cậu đấy vẫn đang trốn ở trong nhà đấy mà không ra. Tớ cứ tưởng hết được đi. Bạn đang chạy đi đâu? Chạy ra mở chiếc chìa khóa tím à? Không được đâu. Leo lên thang. Ui, đằng sau. Hai bạn cùng một lúc kìa. Nhưng mà các bạn đã trốn ở sau cái thang này rồi, tớ không bắt được. Trốn đằng sau thang là mình sẽ không làm gì được đúng không? Đúng rồi, cái thang này đấy nó chặn rồi. Hai bạn này thông minh đấy. Thế thì hai cậu cứ đứng ở đấy đi. Sao cậu không đứng ở đấy? Để canh. Ui, lại chạy vào thang rồi. Không được, tớ chỉ cần đứng ở chỗ cái cửa tím này thôi. Các cậu ấy muốn thoát ra, kiểu gì cũng phải ra chỗ cửa tím. Tớ cứ cho chạy đây, chạy đi. Bạn này đâu rồi kìa. Bạn ấy xịt cái hơi cay vào mặt tớ, cay quá. Cậu bị choáng váng trong 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ui, mỏi chân qua mà vẫn cứ vậy giơ chân lên. Khó chịu quá. Hóa ra cái bình xịt này cũng rất là lợi hại luôn đấy các bạn ạ. Được rồi, tớ quay trở lại được rồi. Còn 1 phút nữa thôi các cậu ơi. Nhiệm vụ của mình đó là canh giữ cái cánh cổng kia, không cho ai thoát ra ngoài trong vòng 1 phút nữa. Đâu rồi, các cậu đâu rồi? Lần này tớ bảo hoàn nhà để tìm luôn. Dãn thì hơi cay tớ này. Bắt. Ui, chạy được rồi. Ui, con này không còn có cái chiến thuật chạy xuyên tường nữa cả. Quái nhỉ, đây là người động thổ à? Được rồi. Tớ tìm người khác vậy. Đâu rồi. Bên là sân sau. Trong kia, có một người đang chạy. Bắt mày. Ui giời, tớ lại chạy ngược lại chứ sao lại chạy vào tớ. Xong rồi, tiếp tục nha. Đi tìm xem nào. Các cậu ơi, các cậu trốn đâu rồi? Tớ chưa nhìn thấy ai trong này cả. Ui, bên ngoài. Thôi. Có người nào đó, đúng rồi. Bạn mở cổng, chạy rồi. Bạn này chiến thắng rồi. Vậy là trong lúc mình làm nhện vẫn có một bạn chiến thắng có thể chạy được ra ngoài các cậu ạ. Thế này thì chưa được rồi. Nếu mà chơi bán sau á, tớ sẽ bắt hết mọi người luôn.